Cuốn sách này là một bản anh hùng ca. Tại vì nó tối á, qua nhiều thế hệ. Nhưng chương cuối của cuốn sách không có gì ngoài những trang giấy trắng. Bởi lẽ câu chuyện chưa bao giờ kết thúc. Nó đã chờ đợi hàng thế kỷ, chờ đợi một ai đó viết lên hồi kết bằng sức mạnh từ trí tưởng tượng bay bổng của họ. Để viết vào cuốn sách này, bạn cần hai thứ: một cây bút đặc biệt được làm từ lông đuôi của một loài chim huyền thoại, chim phượng hoàng, và trí tưởng tượng của bạn. Cuốn sách đã chờ đợi ở đây từ rất lâu rồi, chờ đợi một người trong số các bạn. Nhưng hãy đề phòng mụ phù thủy. Hàng thế kỷ qua, mụ luôn ra sức săn lùng cây bút làm bằng lông đuôi phượng hoàng này, để biến câu chuyện của ánh sáng thành bóng tối. Mụ tìm kiếm cây bút ấy từng ngày, ngay cả trong hôm nay, lúc này, ở đây. Liệu khi nào người hùng ấy sẽ đến đây? Hai. You can imagine as far as your dreams. Stories and chants.
deep in the ocean with mermaids and creatures who glide along fantastically. Thank you.
bằng nó cho ta.
sẽ dẫn bạn tới đâu. The storybook ending, dream of my...